Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách ghép ảnh panorama, những cái ảnh mà chúng ta nhìn thấy rằng đối tượng của chúng ta dài. Thì những ảnh này chúng ta thường chụp bằng những máy ảnh kỹ thuật cao và đắt tiền. Còn bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chụp nó bằng những máy ảnh kỹ thuật số mà thôi. Tức là chúng ta sẽ chụp thành nhiều tấm khác nhau và chúng ta cùng nhau thực hành cắt ghép trong Photoshop để được tấm ảnh dài như thế này. Giả sử như chúng ta đã chụp được nhiều tấm ảnh rồi. Bây giờ chúng ta cắt ghép lại như thế nào? Chúng ta làm như sau. Bạn vào File và chọn Automate. Chúng ta chọn đến phần Photomat. Xuất hiện cái bảng. Ở đây các bạn chú ý rằng tôi sẽ chọn chế độ Auto để tính toán tối đa nhất. Còn các bạn có thể chọn một vài chế độ rồi thử Blend Image. Tất cả những phần cắt ghép nó sẽ hòa trộn với nhau sao cho hợp lý nhất. Bây giờ chúng ta cùng nhau bấm vào Browse. Mở file chúng ta có ở đây. Tôi để ở phần My Picture. Và có thư mục Photomat. Các bạn thấy không? Ở đây chúng ta có rất nhiều tấm ảnh rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ phải dùng phần mềm ghép làm sao cho nó khít với nhau để được một tấm ảnh như tôi giới thiệu ban đầu. Chúng ta kéo từ dưới lên trên, chọn hết và nhớ cùng nhau open lên. Sau khi danh sách xuất hiện, các vị trí và thứ tự có thể nó cách nhau hay là khác nhau không quan trọng. Tôi chọn Auto và check vào Blend Image Together. Nhấp OK và chúng ta cùng chờ trong ít phút để xem hiệu ứng của nó như thế nào. Phần mềm bắt đầu tính toán và ghép các tấm ảnh lại với nhau. Chúng ta cùng nhau chờ. Hoàn toàn tự động, rất đơn giản hả các bạn? Rồi OK, tấm ảnh của chúng ta đã hiện ra khá là đẹp. Các bạn thấy các vị trí ghép với nhau. Tôi có thể bật tắt từng đối tượng một để thấy các vị trí ghép, hoặc là tôi nhấn Alt Tab thu nhỏ lại xíu. Các bạn thấy các đường rách nhìn này là vị trí nó ghép với nhau. Và tôi zoom lớn lên kiểm tra thì không thấy. Chúng ta có thể kiểm tra từng vị trí một. Những tấm ảnh được chụp cùng một thời điểm và chụp theo một tỷ lệ nhất định, chúng ta sẽ cùng nhau ghép được một tấm hình panorama rất tuyệt phải các bạn. Và công việc bây giờ của chúng ta là sẽ lưu đối tượng này thành một tấm hình mà thôi.